Hello, xin chào các bạn nha. Và mình là Gmi Gaming đây. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại làm cảnh sát Việt Nam ha. Thì ở tập này mình sẽ không đi tuần tra nha các bạn, mà mình sẽ đi làm nhiệm vụ ha. Và hiện tại ở trên Nhà Trắng, Tổng thống đang tổ chức một cuộc họp các bạn và mời đội cảnh sát Việt Nam mình lên đó để bảo vệ Tổng thống nha. Thì đội của mình ở đây có 6 người nha các bạn. Thứ nhất là mình là cảnh sát khu vực nè. Thứ hai là cảnh sát giao thông. Thứ ba là cảnh sát cơ động ha. Và thứ tư là cảnh sát 113. Ủa, mà hồi nãy mình mới mod cho đồng chí này khẩu AK mà sao tự nhiên bây giờ lại cầm khẩu AR-15 rồi. Đây các bạn, AK-47 nha. Ok, thì hiện tại mình đang đứng ở trụ sở cảnh sát nha. Bây giờ mình sẽ chạy lên trên Nhà Trắng nha các bạn. À mà mình quên chứ, trời ơi con xe. Quên lấy xe ra các bạn. Cái này mà đi bộ chắc tới mai quá. Các bạn chờ mình chút xíu nha, để mình lấy ra con xe cái đã. Đâu rồi ta? Con Insugen. Đây các bạn, con này được 6 người nè. Ơ khoan đã các đồng chí, từ từ hãy lên. Rồi, để mình lấy ra cái bảng này đi các bạn. Mình dùng bảng map menu á, không biết làm sao mà mình lấy xe ra là nó tự độ xe sẵn cho mình luôn. Những con xe độ nó xấu lắm các bạn ơi. Mình phải độ lại sơ một chút xíu nữa ha. Nó độ mấy cái dàn xe nhìn nó kỳ lắm. Xe này thì phải dàn với lại lốp nhìn nó đẹp nè. Còn nó độ lên cho mình cái bộ dàn với cái bộ lốp thấy chán ghê luôn á. Ok, hai đồng chí lên xe rồi đúng không? Wow, các bạn nhìn nè, đúng ngầu luôn ha. Hai đồng chí hai bên nè. Để mình cho nó lại cái màu khác các bạn. Ôi, what the hell. Các bạn coi nè. Insurgent màu đỏ, màu xanh, màu vàng luôn nè. Xe này biến màu được nha các bạn. Để mình cho cái màu xanh đi. À các bạn đây đây, màu xanh này ha. Màu xanh này đẹp rồi. Ở dưới là có cái hốc bánh xe. Mình sẽ cho nó màu gì đây ta? Để cho màu gì nhìn nó ngầu ngầu nha các bạn. Để mình xem cái đã. Đây các bạn, cái này đẹp nè các bạn ơi. Rồi ok, để mình xem bản đồ cái đã. Lâu quá rồi mình không có lên Nhà Trắng ha, mình cũng quên mất tiêu. Thì cái này là ở trong Gatam gọi là khu vực Nhà Trắng thôi các bạn, chứ thật sự ra về cái độ giống thì nó giống tầm khoảng 60 đến 70% thôi nha. Có nhiều bạn của mình hỏi là anh ơi nhà này đâu phải Nhà Trắng đâu, nhưng mà ở trong GTA 5 thì gọi là Nhà Trắng đó các bạn. Nó copy ở ngoài nhưng mà nó copy không có giống 100% ha, chỉ là đâu đó tầm khoảng 60-70% thôi. Để mình xem coi ở đâu ta. À rồi rồi rồi, đây này các bạn. Ơi sao tặng chân trời gần ngay trước mắt luôn ha. Để mình checkpoint cái đã. Rồi lên đường thôi các bạn ơi. Con xe này nó chạy khá là ok luôn các bạn, nhưng mà cái độ lách của nó không có ha. À, các bạn coi nè. Mình mà lách không kịp là dễ đụng người ta dữ lắm. Ôi, từ từ nào, từ nào, từ nào. Và sẵn đây mình sẽ xin trả lời một số câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình ha. Đầu tiên là các bạn hỏi mình là chơi online với lại chơi roleplay đi anh. Thì mình cũng đã trả lời câu hỏi này khá là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ các bạn hỏi thì mình vẫn trả lời tiếp tục thôi. Thì mình bắt đầu chơi GTA 5 vào năm 2017 ha. Lúc đó thì có mấy thằng em của mình chơi rất là đông, rất là vui luôn. Thì tụi mình cũng có chơi roleplay đủ thứ luôn các bạn. Nhưng mà thời điểm lúc đó mình chưa có làm video. Mình bắt đầu làm video về GTA 5 là bắt đầu từ tháng 5 năm 2020. Cho đến hiện tại bây giờ thì mấy anh em của mình nó đã bỏ chơi GTA 5 hết rồi các bạn. Bây giờ mà mình vào chơi online với lại chơi roleplay á thì chỉ có bị ăn hành thôi ha. Chơi bên online á thì bị mấy thanh niên chinh trong á các bạn, đó mấy người pháp sư chinh trong á bắn hành dữ lắm luôn chứ không lại đâu. Với lại là chơi như vậy á mình cũng không biết làm gì nữa. Nếu như mà có mấy thằng em mình á thì tụi mình vào đi hét nè, đi làm nhiệm vụ nè, đi đom đay nè, đủ thứ luôn, rất là vui luôn các bạn. Ui cho mình qua, sao tự nhiên tới đây kẹt xe rồi. Và nhiệm vụ gần đây nhất là hòn đảo nó tên gì mình quên ta, hình như là Kaigo hay là gì các bạn. À giúp cảnh sát làm việc luôn các bạn ơi. Ủa bắt ai vậy? Bắt thanh niên này đúng không? Đó, đó, đó. Ui, cái gì vậy? Mình giúp cảnh sát làm việc mà tại sao lại lên sao? Rồi, xong phim luôn rồi các bạn ơi. Mình vài bữa hôm nay mình cũng đang tính quay trở lại làm cái rồi, tắt sao đi. Vài bữa nay mình tính quay lại chơi cái hòn đảo hết đó các bạn, nhưng mà mấy anh em của mình không có nào chơi hết, mình rủ tụi nó hết rồi, rất là buồn luôn. Còn chơi roleplay thì mình vẫn như vậy thôi các bạn, phải có anh em hay là bạn bè vào chơi nó mới vui ha, chứ một mình vào đó mình cũng không có quen biết ai hết, với lại lạ lẫm nữa các bạn, chơi nó cũng khó chơi lắm.
Đó. Và câu hỏi thứ hai là các bạn có kêu mình là hãy show cái căn phòng làm việc đi ha. Hiện tại thì cái căn phòng làm việc của mình nó rất là bừa bộn luôn các bạn. Những bạn nào mà xem những video mà mình quay với webcam á thì các bạn sẽ thấy nha, phía sau lưng mình nó như là một cái tóm lại nó không được đẹp các bạn. Khi nào mà mình có căn phòng làm việc riêng á thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Và thứ ba là các bạn có kêu mình làm vlog thì mình nói là hiện tại công việc của mình đó mình chưa có sắp xếp được các bạn. Khi nào mình có thời gian á thì mình sẽ quay vlog cho các bạn xem nha. Thì cái mặt của mình thì các bạn cũng đã quá là quen thuộc rồi, cái mặt mo của mình đó. Các bạn xem video mà một ngày chạy Grab với lại Lamborghini Urus với lại là nhật ký trong tù đó các bạn, hành trình trong tù á, thì các bạn sẽ thấy cái mặt mo của mình nha. Già rồi các bạn ơi, 27 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu. Rồi rồi, mê nói chuyện với các bạn mà mình chạy sắp đến rồi. Thì lâu lâu mình sẽ tổng hợp những câu hỏi mà các bạn hay hỏi mình nhiều nhất ha, mình sẽ trả lời một lần một. Để mình xem coi, không biết là tổng thống Joe Biden hay là ông Đỗ Nam Trung đây. Đây các bạn, rất là đông luôn. Ui, có cả quân đội nữa nè. Để mình xuống đây mình đi review một vòng cho các bạn xem ha. Ơi sao tự nhiên tót xuống xe kính bể ráo rồi nè. Không lẽ hồi nãy cảnh sát bắn mình ta? Các bạn coi nè. Trời ơi, con xe chống đạn của mình. Xe chống đạn nhưng mà kính không có chống đạn nè các bạn. Ở đây đang có mấy anh ủa đáng lẽ khu vực này là phải cấm xe lên chứ, tại sao để cho xe nó chạy qua lại như thế này các bạn, rất là nguy hiểm luôn ha. Nhiều lúc mấy thanh niên lại ám sát á, chạy xe ngang qua liền trong trái đầu đạn hay là đang gài bom lên xe á, như mình đợt trước đó. Rồi tông thẳng vào đây luôn, như thế là dễ đai lắm. Ở đây có đội sĩ quá này các bạn, cảnh sát ở trong Gata 5 luôn ha. Ui con xe này giống con mạt G này các bạn ơi, đẹp quá. Ôi rất là đẹp luôn, giống con mạt G nè nhưng mà không có logo nha. Ui con xe này mà nếu như ở Việt Nam đó các bạn là lên tới mười mấy tỷ luôn đó, mạt G mà. Còn đây là con limousine nè. Ui cái gì mà nói chuyện chửi nhau tùm lum tùm la đó vậy. Mình nghĩ là hai con xe này là để dành cho mấy người vệ sĩ đi đó các bạn, đội đặc nhiệm FBI cũng không chừng nữa ha. Wow một dàn mô tô độ xài carbon luôn. Ui sang chảnh vậy. Rồi các bạn coi nè, độ full sợi carbon luôn ha. Phía bên đây thì có mấy thanh niên ở trong quân đội nè, nhưng mà cầm khẩu súng AK. AK này là AK gì đây ta? Hình như là bản nâng cấp đó các bạn. Bản giống như là con AK MK2 vậy đó ha. Vậy là con này chắc xịn hơn AK47 rồi. Cái này mà một chút nữa mình có lỡ mà mình bắn lộn với ai các bạn. Mấy thanh niên này bắn mình chắc bay màu luôn quá. Cầm toàn là hàng nóng thứ dữ không à. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào đây ha. Để cho các bạn xem tổng thống là ông Joe Biden hay là ông Đỗ Nam Trung đây. Donald Trump đó các bạn, mà mình hay gọi là Đỗ Nam Trung ha. Wow, các bạn coi nè, cảnh sát là đông luôn nha. Trời ơi. Đi bảo vệ cảnh tổng thống mà cầm theo cái cây này, rủi gì mấy thằng khủng bố nó bắn súng rồi sao các bạn. Cái cây này chỉ là áp giải tội phạm thôi ha, chứ tội phạm mà bắn súng là thua. Ở phía bên đây cũng có nè. Rất là đông luôn các bạn. Một cái hàng rào bảo vệ hình như là không cho ai vào hết thì phải. Ơ đồng chí đừng có chạy, chạy đụng trúng bây giờ nè. Kìa kìa các bạn, mình đã thấy tổng thống rồi ha. Ở đây có một người lính nè đang nhìn cái gì đây, để mình vào đây mình xem cái đã. Rồi ok, chào anh cảnh sát nha. Mình chào nó như vậy thôi các bạn chứ cũng chưa chắc gì chào ngược lại mình đâu. Ở phía sau đây có mấy người bảo vệ nè đó. Ông tổng thống này lạ quá các bạn ơi. Không phải là Joe Biden hay là Đỗ Nam Trung ha, rất là lạ luôn. Mình mới nghe nói gì vậy? À chụp hình đây các bạn. Có cả nhà báo nè, quay phim chụp hình đủ thứ các kiểu con là đểu luôn. Nói cái gì mà nói nhiều dữ vậy? Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem ha. Đừng có đụng trúng mấy người bảo vệ nha, đụng trúng mấy người bảo vệ là bắn lợn mình đó các bạn. Mấy người bảo vệ đây hăng dữ lắm. À, mình vừa nhìn thấy phía bên kia có mấy đội đặc nhiệm SWAT các bạn, có đội đặc nhiệm SWAT kìa. Hai ba người luôn. Wow, đông ghê vậy. Mình sẽ chạy ra ngoài phía sau mình xem thử coi. Ôi, ở đây có cả quân đội này các bạn ơi, đông lắm. Ngày hôm nay là bảo vệ cảnh sát là rất là đông luôn nha. Một chút xíu nữa mình sẽ thử bắn súng chỉ thiên nha các bạn. Ôi, nhìn từ góc này nhìn xuống thành phố đẹp ghê luôn các bạn ơi. Rồi. Đẹp quá, đẹp quá.
À mà mình quên chứ, đi một vòng với các bạn xem mà tập trung mà mình review những thứ nhỏ nhỏ như thế này chắc mình nghĩ video của mình nó ra dài lắm các bạn, nên mình sẽ review nhanh nha. Chỗ này thì rất là đẹp luôn. Đây các bạn coi nè. Wow. Khu này phải gọi là khu Phú Mỹ Hưng ở trong GTA 5 nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn ha, khu nhà giàu đó. Khu đô thị thứ dữ đó các bạn. Đây, mình thấy ở phía bên đây có mấy thanh niên quân đội nữa nè. Đông nữa các bạn. Mình đoán đội bảo vệ với lại FBI, cảnh sát khu vực thì có thể lên đến chắc tầm 100 người đó các bạn. Bảo vệ tổng thống mà, nên quy tụ là toàn bộ đội cảnh sát luôn nha. Tập hợp toàn bộ đội cảnh sát luôn. Bây giờ mình muốn bắn phát chỉ thiên với các bạn, hay là mình sẽ thử ám sát tổng thống nha. Mình sẽ lấy cái súng nhắm đi và mình sẽ thử độ lên cho nó cái nòng nhắm thanh nha các bạn. Đây, súng nhắm. Đâu rồi ta? Đây các bạn, đỏ giảm thanh đây. Cái này là cái nâng cấp cái cớp luôn, cái ống dòm đó các bạn. Mình phải nâng cấp nó lên mình mới nhìn xa được nha. Rồi các đồng chí theo mình, theo mình ra ngoài đây. Mình sẽ núp từ trên cao và mình sẽ thử ám sát tổng thống nha các bạn. Súng này là súng giảm thanh nên mình không biết là những đội này có nhìn thấy mình hay là không ha. Rồi ok, mình đã tắt sound rồi. Không biết là đội cảnh sát đặc nhiệm SWAT với lại quân đội nó có thấy mình hay là không. Để mình bắn thử súng giảm thanh xem như thế nào nha các bạn. Rồi 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 rồi, lên đây, lên đây. Lên đây thôi anh em ơi. Ok các bạn. Ở góc này thì mình thấy nó khá là ok rồi ha. Wow. Hết sợ nha các bạn. Xiên táo. Ơ, hình như không ai thấy mình hết kìa. What the hell các bạn, coi nè, hình như không ai thấy mình thì sao á. À, cũng không có, không có các bạn ơi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy mình rồi, thấy mình rồi. Nào, chơi luôn anh em. Đây các bạn, AK đây, AK đây. Rồi mọi người ơi, theo mình. Mình đã chỉnh bất tử rồi nha các bạn. Chứ nếu không là 1 phút 30 giây là mình bay màu liền luôn á. Rồi các đồng chí, hỗ trợ mình. Rồi các bạn cầm AK nha. Ê, trời. Nghĩ sao tay không là đánh mình. What the hell. Ôi, các bạn coi nè. Quân đội nè. Trời ơi. Cảnh sát khu vực nè. Ly hết luôn. Nào nào nào, đừng 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 đừng. Các bạn coi nè. Đánh tay không luôn. À, thích đánh nhau bằng tay không ạ? À? Thích đánh nhau bằng tay không đúng không? Thích đánh nhau bằng tay không thì mình đánh nhau bằng tay không luôn. Mình đánh nhau bằng tay không luôn. Ôi ui. Chào, đội đặc nhiệm SWAT, đội đặc nhiệm SWAT à. Cái súng lục này bắn đúng yếu luôn các bạn. Cầm như vậy cho nó giống thôi ha, chứ nó bắn hình như là cây này là nó quy lực nó mình nghĩ chắc tầm 2 thôi, còn riêng KK quy lực nó chắc 7-8 lận. Mà mình so sánh như vậy cũng không kỹ đúng không các bạn. Một khẩu súng lục và một khẩu súng và một khẩu súng trường ha, so sánh như vậy thì nó hơi khập khiễng. Rồi nào mọi người, cảnh sát hả? Hồi nãy mình thấy đông lắm mà, đội hình như gần có 100 người nữa các bạn. Sao bây giờ không thấy ai đó vậy? Ơi, ở đây có mấy thanh niên còn đang đứng nói chuyện này các bạn. Thấy chưa? Tổng thống bị ám sát rồi mà vẫn còn đứng đây nói chuyện mới ghê chứ. Trời. Bên đó có một thanh niên đang cầm cái súng nhắm kìa các bạn. Ui. Ở đây nè, ở đây nữa hả? Ở đây nữa hả? Mình sẽ gọi đội của mình ra thêm nha các bạn. Đông đông đi. À quên quên. Dòng này mới đúng. Đây là các bạn thấy toàn bộ cảnh sát ha. Đó. Ok luôn anh em ơi. Đây các bạn rất là đông luôn. Mọi người đâu rồi? Nào, đứng ở đó cầm súng nhắm bắn mình hả? Bắn tẻ đó các bạn ơi. Hơi, trực thăng bị hạ luôn rồi kìa. Còn đâu nữa không vậy? Còn đâu nữa không vậy? Ôi. Trời ơi. Thanh niên này là đội bảo vệ này các bạn. Cầm súng điện hay gì vậy? Ôi, may quá các bạn ơi. Mình hạ được thanh niên này ha. Trời ơi, súng điện là mình sợ lắm. Súng điện là nó bắn mình là mình không có chạy được đâu. Hôm trước mình có làm cảnh sát thì các bạn đã biết rồi đó. Mình hay sử dụng súng điện để mình khống chế tội phạm lắm. Hên quá, hồi nãy là mình hạ được thanh niên đó, chứ nếu không là bắn mình là mệt luôn. À, còn một người nữa nè. Sao rồi anh em, clear khu vực chưa? Clear khu vực chưa? Clear khu vực chưa vậy?
À có trực thăng đấy kìa các bạn. Ôi ôi. Phải chứ, thanh niên nó chạy đụng mình luôn. Mà sau khu vực này mình thấy chỉ có hai chiếc trực thăng thôi các bạn ơi. Mình không thấy có đội cảnh sát khu vực xuống á. Không thấy có đội cảnh sát khu vực lên hỗ trợ chứ. Mình nhầm. Xong thấy toàn trực thăng không à. Trực thăng không thì bắn thôi, chán các bạn ơi. Mình muốn có cảnh sát khu vực đông đông kìa. Trực thăng không thì chán lắm. Ê. Trời, dám đụng đội đi chung với mình á. Dám đụng những đồng chí đi chung với mình á. Ở đây một chiếc nữa. Đâu, để mình leo lên con xe này chạy thử các bạn. Không biết là đi được 6 người hay là 8 người đây. Rồi. Ơi, phải chứ, bị kẹt hết hai đồng chí rồi hả? Hai đồng chí ở phía dưới các bạn. Một đồng chí cảnh sát cơ động với đồng chí 113 kìa. Đi lên ít thôi, đừng có đi lên chung nhiều quá. Cái gì vậy? Sao mà thả xuống liên tục vậy? Trời ơi, ở đâu nữa vậy? Bắn mình liên tục luôn các bạn ơi. Rồi, mọi người lên theo mình. Bây giờ ai ai may mắn lên được thì lên nha, ai không may mắn thì mình sẽ bỏ dưới thôi các bạn. Rồi ok. Có một đồng chí cảnh sát 113 nè, hai đồng chí cảnh sát cơ động và hai đồng chí cảnh sát giao thông ha. Rồi mọi người cứ đứng ở đây bắn đi, mình sẽ thử chạy đi xuống dưới xem như thế nào các bạn. Mình không biết làm sao mà trên đây chỉ có trực thăng thôi nè. Mình đang muốn cảnh sát khu vực đông đông lên để mình đi quẩy ha. Nhưng mà ở đây nó chỉ có cảnh sát, chỉ có đội sự quát đi máy bay thôi các bạn ơi. Rồi nào, từ này. Cái này mà lộn xuống là lăn mấy chục vòng luôn các bạn. Ê. Ui. Ok các bạn. À, thì ra là mình xuống đây á mới có cảnh sát khu vực các bạn ơi. Mình ở trên Nhà Trắng thì cảnh sát khu vực nó không có lên đến á. Nào, các bạn xem xe ủi nè. Đó, ủi ghê chưa. Rồi các đồng chí xuống quẩy thôi. Cảnh sát trong Gata 5 hả? Cảnh sát trong Gata 5 làm gì bằng cảnh sát Việt Nam chúng ta được, đúng không các bạn? Ơi, nào, ở đây cho mình bắn cái đuôi đã. Đừng có chạy. Đấy chứ các bạn, mình bắn chạy mất dép luôn rồi. Ở đây nữa hả? Đâu rồi? Mình sẽ bắn ngay thằng phi công đi các bạn. Bắn ngay phi công là mọi vấn đề đều được giải quyết. Đâu rồi? Ở đây nữa hả? Một chiếc máy bay nữa nè. Chạy đi. Đúng rồi, chạy đi. Đâu rồi ta? Mới bắn chỉ có một vài phát thôi các bạn mà lia toàn bộ cảnh sát khu vực luôn rồi ha. Đây, cầm cây SMG luôn nè. Ủa đâu vậy? Này thì đáp xuống giúp mình nhé. Ui, cái đồng chí né ra. Trúng. Ủa. May quá các bạn ơi. Hơi. Cái gì vậy? Ai chứ, cái súng này sao còn lại chỉ có 30 viên vậy? 30 viên thì làm sao bắn ai được đây? 30 viên thì làm sao bắn ai được đây? Rồi, luôn hết đạn rồi các bạn. Cái gì nữa vậy? Thông sinh nữa chứ. Trời ơi, đồng chí đi chung với mình bị hạ rồi các bạn ơi. Bắn luôn. Mày thì... Lắc hay là sao vậy các bạn coi nè. Lắc nè. Trời ơi, bắn một phát một. Sự găng này bắn gần mạnh ghê luôn các bạn ơi. Bắn một phát một là thanh niên kia lên đè liền. Để mình lấy cái súng nhắm ra cái đã. Trực thăng nó lại là nó thả rồi, nghiệm siêu quá xuống thôi các bạn. Đó. Trời ơi. Một viên một. Hết sọt. Ủi, thả xuống nè, các bạn coi nè. Ấy, cái gì mà đu xuống nhanh vậy? Cái gì mà đu xuống nhanh ghê luôn á. Phi công đâu? Wow. Mấy thanh niên này thiệt luôn á. Mình vừa bắn một viên thôi là đu xuống nhanh như điện luôn các bạn ơi. Nè, cảm nhận cái đuôi bắn thôi các bạn. Ấy, súng mình cũng sắp hết đạn luôn rồi.
còn chỉ có 300 mấy viên thôi các bạn ơi. Phải chưa? Rồi rồi rồi, lên xe đi quẩy tiếp thôi anh em. Lên xe đi quẩy tiếp thôi anh em ơi. Thanh niên nào mới bắn cái xịt găng vào xe mình vậy? Rồi nào mọi người, rồi nào mọi người. Bắn hỗ trợ mình đi. Trời ơi. Sao đồng chí cảnh sát 113 không đứng ở ngoài? Ở ngoài là có cái AK nó sẽ mạnh lên nha các bạn. Đồng chí cảnh sát giao thông thì cầm cái súng lục bắn không có mạnh bằng cây AK đâu. Rồi, lia luôn. Wow, chặn đường mình nữa chứ. Các bạn có mấy thanh niên nhà báo nè. Hình như là mấy thanh niên này hồi nãy ở trên cuộc họp của tổng thống đó các bạn. Phải chưa, chạy từ nãy đến bây giờ đến đây rồi đó hả? Chán mấy thanh niên nhà báo ghê luôn á. Quay rồi cái đường này. Ây ơi trời ơi, chạy ghê vậy, chạy ghê vậy. Ê làm sao mình chạy xuống thành phố đây các bạn ơi? Hình như mình chạy lộn đường rồi thì phải. Ý da. Rồi luôn đụng mình. Dám, dám đụng mình nữa. Làm rớt đồng chí cảnh sát giao thông đi chung với mình ra ngoài luôn. Nè các bạn coi nè. Nè, nè. Đụng mình hả, đụng mình hả. Chạy xuống thành phố đi quậy thôi các bạn ơi. Ở đây đường nó hơi hẹp ha, cảnh sát với lại trực thăng nó không có đến nhiều đâu. Mình phải đến chỗ nào trống trống kìa. Hồi nào mấy anh ơi, bình tĩnh đi, không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Ấy chưa, từ nãy giờ đi đường vòng luôn các bạn. Chạy quằn ngoèo mà chưa xuống được thành phố nữa. Chạy quằn ngoèo mà chưa xuống được thành phố nữa. Bắn đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá mấy đồng chí ơi. Hình như là quẹo qua đây nè các bạn ơi. Đây. Về đúng con đường mà hồi nãy mình chạy lên luôn á, cái gì đó. Phải không ta, phải không ta? À đúng rồi các bạn ơi. Đường này hồi nãy mình chạy lên luôn nè. Ở đó mà cản mình, ở đó mà cản mình. Con xe này cái lực của nó rất là ghê luôn các bạn. Đó, các bạn coi nè. Ây da, rớt đồng chí đi chung với mình rồi. Trời ơi, đụng sao mà rớt đồng chí đi chung với mình rồi. Cái gì vậy? Bắn mình hả? 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 Bắn mình nè. Cái xịt găng này hình như là bắn được liên thanh các bạn. Đây, đây. Đó. Nhưng mà tiếc quá, nó chỉ có mười mấy viên thôi. Mình xài sắp hết rồi nè. Còn 4 viên cuối cùng. 4 viên cuối cùng thì bắn theo kiểu 4 viên cuối cùng. Súng nhắm thì còn 500 mấy viên các bạn. Đây là súng điện, còn đây là súng trường nè. À mình quên, chứ để mình lấy cái AK ra. Nào anh em, ly toàn bộ đội cảnh sát thôi. Trời ơi. Nào, núp cái gì mà núp lại đây chơi với mình. Núp cái gì mà núp lại đây chơi với mình nè. Mình vừa bắn mình vừa di chuyển nha các bạn. Chứ mình đứng một chỗ mình bắn hoài thì nó sẽ chán lắm. Mình bắn một chút rồi mình sẽ di chuyển một chút nha. Đúng rồi. Đấy, đồng chí cảnh sát 113 đứng ở ngoài cầm AK là bắn rất là ok rồi các bạn. Đấy, ngầu ghê luôn á. Rồi, nè, cản đường mình nè, cản đường mình nè, cản đường mình nè. Hôm nay sẵn đi quẩy luôn nha các bạn. Ui ơi, rớt đồng chí rồi. Nào đồng chí. Ủa, bạn coi nè, ủi rất là ghê luôn. Lên xe, lên xe, lên xe, nhanh lên, lên xe, nhanh lên. Lên xe nhanh lên. Một đồng chí ngồi trong xe đã giơ ngón tay thối ra ngoài nha các bạn. Nè, nè, cản đường mình hả, cản đường mình hả. Mình ủi hết luôn, không sợ đâu. Ở đây mà còn bắn mình. Ở đây mà bắn mình, ở đây mà bắn mình. Rồi các bạn nhìn trên bản đồ mini map kìa. Cảnh sát đang đuổi theo mình rất là đông luôn nha. Đuổi theo mình, đuổi theo mình hả, đuổi theo mình hả. Ok, và đây sẽ là chốt chặn cuối cùng nha các bạn. Mình sẽ đứng ở đây mình quẩy nha, rồi mình sẽ kết thúc video luôn. Đứng ở đây quẩy chút xíu đi, chạy xe hoài. Ơi cái gì vậy? Đụng mình mới ghê chứ. Nào. Wow. Chơi, mình sẽ chơi góc nhìn thứ nhất chút xíu nha các bạn. Wow, kìa các bạn nhìn nè. Rất là đẹp luôn nha. AK này đẹp ghê luôn á. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Ủa
vì khi mà mình nhắm á, nó khó quan sát quá các bạn. Nó có một cái tâm nè, nhưng mà cái tâm này nó khó quan sát quá. Mình sẽ chơi như thế này ha, chơi bình thường thôi các bạn. Có một cái tâm nhưng mà khó quan sát ghê luôn á. Ôi, mình nhắm thằng phi công mà, thanh niên phi công, thanh niên phi công. Bắn đáp xuống rồi, thanh niên phi công mới tèo đấy các bạn. Nè, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Hôm nay đi quẩy đúng đã luôn các bạn ơi. Bắn nổ xe luôn, bắn nổ xe luôn nè. Rồi đồ ok, nổ xe rồi các bạn. Nè, lại đây, lại đây. Còn nữa không, còn nữa không? Có bao nhiêu cảnh sát kéo vào đây hết đi, đội của mình sẽ clear hết luôn các bạn ơi. Trời, cái xe này chưa nổ nữa. Đâu rồi, trực thăng đâu rồi? Trời ơi các bạn ơi, cuối cùng thì súng của mình cũng đã hết đạn luôn rồi. Trời ơi, không lẽ bây giờ mình sẽ mình phải đi lụm súng từ mấy thanh niên này chứ, chán vậy. Chạy vòng vòng đi lụm súng của mấy thanh niên siêu quá này các bạn. Được vẫn có 90 trên 30 viên à. Buồn ghê luôn á. Rồi trực thăng đâu, trực thăng đâu, trực thăng đâu. Lụm càng cho em một chiếc ha. Trời ơi, đang bắn hết đạn. Nào quay ngược lại, quay ngược lại đây. Mình bắn vào cánh quạt phía sau là nó rụng càng rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Bắn trúng cái phi công luôn. Rồi ok, mà mình nghĩ cái video mình cũng sẽ tạm dừng ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh với. Thôi khoan đã, để mình chạy con xe ra khỏi đây các bạn ơi. Cửa gì rớt hết ráo luôn rồi. Ồ, hồi nãy mình nhớ đụng đâu có nặng đến mức vậy đâu các bạn. Các bạn coi nè, con xe của mình. Trời ơi, lằn đạn thì chi chích, cửa thì rớt ra ngoài hết rồi. Thôi tắt sao đi. Nào 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 mấy đồng chí, đừng có bắn nữa, đừng có bắn nữa. Như vậy là ok rồi, được rồi, được rồi, đừng có bắn nữa. Xe này nó chịu, nó chịu đam ghê lắm các bạn. Hình như là súng bình thường á, bắn đâu đó tầm khoảng mình nhầm chứ, bazooka bắn đâu đó tầm khoảng 5-6 quả cái con Insurgent này nó mới nổ nha. Thôi mà đừng có bắn nữa, mình muốn kết thúc video mà, bắn hoài vậy. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.